Thưa quý vị, thưa các bạn, nhằm phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy động lực tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội được giao nhiệm vụ giải ngân một số chương trình cho vay ưu đãi. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chúng tôi vừa thực hiện. Những hình ảnh này chúng tôi ghi lại tại phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thới Lai. Ngay sau khi được Ngân hàng Chính sách Xã hội Trung ương phân bổ nguồn vốn theo Nghị quyết 11, các phòng giao dịch của Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thành phố Cần Thơ đã tiến hành giải ngân cho các đối tượng theo quy định. Chào chị, mình thấy chị mới vừa bước ra khỏi cái quầy giao dịch. Hôm nay thì mình nhận được tiền vay của Ngân hàng Chính sách đó. Thì mình vay cái món vay gì hả chị? Dạ, vay bên mà sổ đặng mà mua máy tính cho cháu đi học. Hoàn cảnh của em đã khổ rồi, con em thì em gán cho nó học, đặng nữa sau này nó nhờ bản thân nó. Sau khi nhận được 10 triệu đồng từ chương trình cho vay học sinh sinh viên, chị Hằng đã đến cửa hàng bán máy tính và thiết bị di động tại chợ huyện mua ngay chiếc máy tính xách tay để việc học hành của đứa con gái chị được tốt hơn. Đây là công trình xây dựng nhà mới của vợ chồng anh Nguyễn Hoàng Khải. Anh Khải làm công chức tư pháp hộ tịch ở xã Xuân Thắng, vợ anh làm giáo viên mầm non. Mặc dù cả hai vợ chồng đều có công việc và thu nhập ổn định, nhưng mấy năm nay do tình hình dịch bệnh Covid bùng phát và diễn biến phức tạp nên kế hoạch cất lại căn nhà cho tươm tất đã bị chậm lại. Được sự giúp đỡ của địa phương và Ngân hàng Chính sách Xã hội, đợt này anh được xét cho vay vốn cất nhà theo Nghị quyết 11. Bản thân tôi và gia đình thì cũng rất là biết ơn là các cấp chính quyền, lãnh đạo của xã và đặc biệt là lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội đã tạo điều kiện để cho tôi vay một số vốn để xây dựng được căn nhà để ổn định cuộc sống và an tâm công tác. Theo Nghị quyết 11, Ngân hàng Chính sách Xã hội phụ trách triển khai 5 chương trình cho vay, gồm cho vay giải quyết việc làm, cho vay nhà ở xã hội, cho vay học sinh sinh viên mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập, cho vay vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học. Tổng nguồn vốn phục vụ cho 5 chương trình này tại thành phố Cần Thơ lên đến 813 tỷ 690 triệu đồng. Hiện nay thì đã có 3 chương trình cho vay đã có cái hướng dẫn chi tiết cụ thể. Một là chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Hai là cho vay nhà ở xã hội. Ba là cho vay học sinh sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập. Còn hai chương trình còn lại thì chính phủ đang có cái chuẩn bị hướng dẫn. Bên cạnh việc tổ chức giải ngân nhanh nguồn vốn đã được giao trong đợt 1, hiện nay Ngân hàng Chính sách Xã hội đang phối hợp với các địa phương rà soát lại nhu cầu sử dụng vốn theo Nghị quyết 11 để hoàn thiện hồ sơ. Trên tinh thần có vốn là triển khai ngay, đáp ứng nhu cầu về nguồn vốn để các địa phương phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch.